Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SBTV của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước khi gặp nạn, bà Phương Hằng làm cả nghìn việc tốt, xây cầu cứu trợ oxy, tặng xe. Ai còn nhớ đằng sau hình ảnh về bà chủ khu du lịch 6.000 tỷ Đại Nam Nguyễn Phương Hằng xung quanh những trận cãi nhau của bà với giới showbiz Việt. Nhưng mấy ai biết được những việc làm từ thiện mà bà cùng chồng mình, ông Huỳnh Uy Dũng đã từng làm. Những việc làm thầm lặng đóng góp cho cộng đồng của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng khiến nhiều người không khỏi nghiêng mình. Đó là những việc làm thiết thực, ý nghĩa và nhân văn mà hiếm có một doanh nhân, doanh nghiệp nào làm được. 1. Trao tặng vườn cao su cho bộ đội Trường Sa. Năm 2013, bà Nguyễn Phương Hằng quyết định trao tặng vườn cao su tọa lạc ở hai xã của huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước có diện tích hơn 360 ha cho bộ đội Trường Sa. Đây là mảnh đất có trị giá hơn 170 tỷ đồng thời đó và được bộ đội Trường Sa phát mãi khối tài sản này dùng làm nguồn tiền phục vụ cho cuộc sống và công tác. Việc hiến đất cho cơ quan chính quyền nhà nước là những việc rất hiếm gặp trong xã hội đương thời. Chính vì vậy, việc làm của bà Hằng như một ngọn lửa thổi bùng đến trái tim yêu thương trong mỗi con người Việt Nam. Trong thời điểm ấy, hướng về biển đảo Trường Sa ruột thịt, động viên tinh thần cho các chiến sĩ, hãy tiếp tục canh giữ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc nước Việt. Đây được xem là một hành động đầy tính nhân văn và nghĩa tình. Bà Phương Hằng từng chia sẻ, thực lòng tôi luôn luôn có tình cảm và thương những bộ đội và người làm công tác bảo vệ. Họ là những người dám hy sinh cả một đời để cống hiến cho Tổ quốc. Họ không có điều kiện để làm kinh tế, không có cơ hội làm giàu cho bản thân và gia đình, vợ con và những người thân của họ rất thiệt thòi. Vì chồng tôi, anh Huỳnh Uy Dũng cũng đã từng làm bộ đội, cũng đã kể cho tôi nghe gian khổ của bộ đội. Sáng nay, sống nay, mai chết nơi chiến trường nên tôi đã quyết định cho toàn bộ số tài sản thật của tôi để chia sẻ phần nào khó khăn với các anh bộ đội nơi hải đảo xa xôi. Tôi chưa bao giờ đến Trường Sa, chỉ xem qua truyền hình và có lần tôi đã khóc khi xem chương trình của bà Phạm Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM. Trong một chuyến ra thăm Trường Sa, đã có một anh bộ đội xin được ôm cô Thảo để nhớ về người mẹ của mình nơi quê nhà. Nước mắt tôi tuôn trào khi xem hình ảnh đó. Như những chốt gác hiu quạnh giữa biển cả, tôi càng chạnh lòng và xót xa. Đó là tình cảm thật của con người với nhau. 2. Quỹ từ thiện Trái tim Hằng Hữu. Ngoài những đóng góp to lớn cho bộ đội Trường Sa, bà Phương Hằng cùng chồng mình còn thành lập nên Quỹ từ thiện Trái tim Hằng Hữu. Đây là một hội từ thiện tim lớn nhất Việt Nam, với mong muốn chữa lành những con tim tật nguyền của những đứa trẻ kém may mắn trong cuộc sống. Chương trình đã mang lại sự sống cho hàng trăm đứa trẻ có bệnh tim bẩm sinh. Không những thế, bà Nguyễn Phương Hằng còn sẵn lòng cam kết trọn gói cùng với Bệnh viện Nhi Đồng thực hiện điều trị tim bẩm sinh và não úng thủy cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Những nghĩa cử cao đẹp của bà như một vị Bồ Tát sống trong mắt những đứa trẻ cơ nhỡ khó khăn, bởi bà là người tái sinh sự sống cho những đứa trẻ ấy. Việc làm của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đã được sự cảm kích của rất nhiều cư dân mạng. Là một bệnh nhân tim bẩm sinh, còn rất biết ơn lòng tốt của cô dành cho trẻ em Việt Nam. Mỗi lần phẫu thuật là cả gia tài đới các bác ạ. Cứ người đó phải thế, việc lấy doanh thu của khu Đại Nam ra để cứu người đã thấy nghề phục bội phần rồi. Bản thân mình không nhiều tiền, ít giúp đỡ người nghèo nên đừng nói nghìn tỷ, chứ ai ủng hộ 50.000 thôi, mình cũng thấy kính nể rồi. Về chuyện ai sai ai đúng, nhìn những việc mà cô làm cho cộng đồng thì cô xứng đáng được trân trọng, thay vì những lời chỉ trích. 3. Chương trình Giờ Vàng. Thấy xót xa chăn trở trước cảnh nạn nhân vụ tai nạn cận kề lăn tranh sinh tử, vợ chồng ông Dũng đã thành lập chương trình Giờ Vàng để cứu giúp những người bị tai nạn giao thông lúc họ ngặt nghèo nhất và cần cứu giúp nhất. Chương trình Giờ Vàng liên kết với 3 bệnh viện gồm Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM, Bệnh viện Đa khoa Bình Định, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Bất kỳ ai bị tai nạn giao thông chuyển đến 3 bệnh viện này trong tình trạng không thân nhân đều được bệnh viện ứng tiền để nhập viện cấp cứu. Và chương trình sẽ hoàn trả lại. Những việc làm của vợ chồng ông Dũng đã phần nào nói lên hết được những tâm tư và tình cảm của mình cho những số phận kém may mắn trong cuộc sống. Tôi chứng kiến cảnh nhiều người không may bị tai nạn giao thông giữa đường trong tình trạng thập tử nhất sinh mà không làm sao cứu giúp. Rồi những người này được nhập viện nhưng không có thân nhân, không ai đóng tiền nên rắc rối về thủ tục cấp cứu.
Tôi thấy xót xa quá, cận kề giữa lằn ranh sinh tử, sống chết chỉ trong một cái chớp mắt. Nhưng chỉ vì thiếu thủ tục đóng tiền mà một sinh mạng phải lìa trần. Bây giờ tai nạn giao thông đã giảm đi nhiều, đó là điều đáng mừng, là cái phước của nhân dân và đất nước mình. 20 năm trước đây, mỗi năm cả nước có trên 35.000 người chết vì tai nạn giao thông và gấp đôi gấp ba số đó bị thương tích tàn tật, mất sức lao động trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội. Giờ đã giảm đi nhiều, nhưng tai nạn giao thông vẫn diễn ra đầy rẫy mỗi ngày khắp nơi. Điều đó làm tôi trăn trở và tôi thành lập chương trình này để cứu người bị tai nạn giao thông lúc ngặt nghèo nhất mà họ cần cứu giúp. 4. Quyên góp tiền xây dựng trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn. Năm 2000, chủ khu công nghiệp Sóng Thần và cùng là chủ tịch khu du lịch Đại Nam đã tặng cho trường chuyên Lê Quý Đôn Bình Định số tiền là 6,5 tỷ đồng, cộng với 2 tỷ ngân sách nhà nước để xây dựng ngôi trường khang trang. Lưu ý thời điểm đó, vào khoảng 6,5 triệu một lượng, tức là 6,5 tỷ đồng tương đương 1.000 lượng vàng. Điều mà thế hệ học sinh chúng tôi nể chú Dũng đến sát đất là theo nhận thức và hiểu biết thì chú Dũng gần như không có bất kỳ đòi hỏi nào. Chú cho đi nhẹ nhàng như uống ly cà phê vậy. Chú Dũng cho đi vì chú là người con Bình Định, vì có thầy Đắc trưởng bộ môn toán là bạn học cấp 3 của chú. Thầy Đắc có tâm tình với chú vì chú Dũng nghĩ cần phải làm như vậy. Hiện nay khi đến ngôi trường Lê Quý Đôn Bình Định, sẽ thấy một cái bảng rất bé có ghi công ty cổ phần Sóng Thần tài trợ xây dựng cho thế hệ không được ngày nào ngồi học ở ngôi trường Lê Quý Đôn mới xây. Ngày nào nhưng vẫn hay nhắc nhau, nhắc nhở các thế hệ học sinh Lê Quý Đôn về lòng biết ơn về một con người rộng rãi, vô điều kiện, một hành động trượng nghĩa vô bờ bến. Thưa quý vị, hả hê vui sướng với vũ điệu quá khích trên nỗi bất hạnh của người khác thì chỉ có là Hàn Ni. Tôi vừa nghe trên giang hồ họ đồn, bị can Hàn Ni này còn dính vào vụ việc khác nghiêm trọng hơn. Thấy chưa, cười người hôm trước hôm sau người cười luôn nhỉ Hàn Ni. Cuộc sống rất công bằng cho nên đừng bao giờ cười cợt mỉa mai ai khác rồi sẽ phải hối hận cho những việc làm đó của mình. Đừng vội thấy người khác xa cơ thất thế mà châm chọc khinh thường, bởi cuộc sống luôn đem đến cho chúng ta rất nhiều bất ngờ. Không ai có thể đoán trước được tương lai, lúc vinh hiển lúc thất thế là chuyện không quá xa lạ. Chưa đi đến cuối đời thì vẫn chưa chắc chắn được điều gì, do đó đừng bao giờ thấy mình hơn người khác mà xem thường chê bai họ. Đừng bao giờ thấy người khác gặp nạn mà cười cợt mỉa mai nhảy nhót, hú hét như con điên như thế này, sống thế nào sẽ nhận lại thế ấy. Ở hiền gặp lành hay ác giả ác báo là chuyện muôn đời không đổi. Tôn trọng người chính là tôn trọng mình, sống thiện biết tôn trọng giúp đỡ người khó khăn, ắt hẳn sẽ gặp phước lành châm chọc cười cợt trên nỗi đau của người khác, thì sau này mình cũng sẽ lâm vào cảnh tương tự như vậy, thậm chí còn khổ sở hơn và sẽ bị thiên hạ chê bai khinh thường. Lê Phương Dung rất tin rằng, mặc dù chả ưa gì đối tượng Hàn Ni, nhưng khi biết tin bà bị đeo còng số 8 với vẻ mặt thất thần đầu bù răng bựa, thì Nguyễn Phương Hằng cũng không hả hê uốn éo thái quá lố lăng kịch cỡm như bà đâu, Hàn Ni ạ. Không những nhà báo Lê Phương Dung phản ánh về bông hồng thép này, mà rất nhiều người bức xúc và không đồng tình với nhà báo thiếu hiểu biết này. Dẫn chứng đặc biệt nhất là Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cũng lên tiếng và khẳng định những sai trái của cô bông hồng thép này. Chúng tôi xin trích dẫn nội dung mà bác Lê Văn Tòa phản ánh về Hàn Ni như sau. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng vạch thẳng ra 6 vấn đề thiếu chuẩn mực của bà Hàn Ni. Nhà báo Lê Văn Tòa, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng cho biết, tôi xin được nói thẳng nói thật là tôi không đồng tình với nhà báo Hàn Ni. 6 vấn đề như sau. Vấn đề thứ nhất là bà Hàn Ni khen ngợi Hoài Linh, Thủy Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng và một số người khác trong giới showbiz trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện xã hội. Điều này tôi đồng tình với nhà báo Hàn Ni, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến việc bà Hàn Ni có sự so sánh giữa showbiz với siêu Nguyễn Phương Hằng, nhất là việc bà Hàn Ni thách thức chị Phương Hằng kêu gọi quyên góp từ thiện như những người đó. Tôi cho rằng đây là sự so sánh quá khập khiễng, bởi chị Phương Hằng là doanh nhân chứ không phải là giới văn nghệ sĩ, được rất nhiều người biết đến, đặc biệt là những người nổi tiếng như là Hề Hoài Linh, Trấn Thành. Và đây cũng là lợi thế của họ trong việc kêu gọi quyên góp từ thiện mà khó có ai có thể bằng họ. Còn chị Phương Hằng là một doanh nhân. Mối quan hệ của doanh nhân với công chúng chủ yếu là mối quan hệ gián tiếp thông qua dịch vụ, sản phẩm của doanh nghiệp đó.
Có mấy ai biết được danh tính của chị Hằng nếu như không có drama này. Vì vậy, việc bà Hàn Ni so sánh và thách đố siêu Nguyễn Phương Hằng với những người nổi tiếng trong giới văn nghệ sĩ, cả việc đứng ra kêu gọi từ thiện xã hội thì tôi cho rằng là không đúng, hoàn toàn không phù hợp. Hơn nữa, đã là doanh nhân, thường người ta tự đóng góp trực tiếp tiền bạc chứ ít ai đứng ra kêu gọi quyên góp. Ví dụ như vợ chồng anh chị Dũng Hằng thành lập quỹ Trái Tim Hằng Hữu nhằm giúp đỡ cho trẻ em nghèo và làm những công việc thiện nguyện khác. Vấn đề thứ hai có vẻ như bà Hàn Ni đã nhầm lẫn về bản chất.